Bây giờ mình tiếp tục đi xem vài phòng nữa nhé, để mình có nhiều cái sự lựa chọn hơn. Phòng nào nữa đâu em? Dạ, dạy trường lớp. À, phòng Nhưng đi mà lớp dạy bên đây hả? đi lớp một giường lớn nha. À, đi lớp một giường lớn. Cái này thì khách sạn sẽ có thể tiếp là sinh nhật. À, nếu mà mình là có tổ chức sinh nhật thì khách sạn cũng set up luôn đúng không em? Sinh nhật là có khách yêu cầu là khách có nốt lại thì sẽ có trang trí thêm một vài điểm nữa. Ok, thì cái này là theo như Xuân Ly cũng như là các bạn ở đây nói rằng là ở đây sẽ set up theo kiểu là sinh nhật đó. Nếu mà mình mà đến đây mà có sinh nhật á thì khách sạn sẽ bố trí cho mình là nói chung là bánh kem rồi này nọ, cũng như là đây là chỉ là đơn giản vậy thôi. Nhưng mà nếu mà mình có sinh nhật thật sự á là khách sạn sẽ trang trí rất hoành tráng cho mình, để mình có một cái cảm xúc thật là tuyệt vời và ấn tượng với khách sạn, để sau này mình còn giới thiệu bạn bè cho Xuân Ly cũng như là Hùng và đến khách sạn lưu trú nữa. Nên đó là cô chú anh chị mà có sinh nhật thì cứ báo với lại Xuân Ly để Xuân Ly sắp xếp và chuẩn bị cho mình có một cái sinh nhật thật là vui vẻ khi đến với lại khách sạn Savia ở Nha Trang mình nhé. Bây giờ Hùng sẽ review chi tiết cái phòng của mình. Đây chỉ là một cái setup nho nhỏ thôi đấy. Còn khi mà cô chú anh chị và các bạn mà có sinh nhật thật sự thì khách sạn sẽ hỗ trợ mình hết mình. Trang trí miễn phí nha. Đây thì có ban công nho nhỏ đây cô chú anh chị và các bạn. Đấy, ban công này là một góc xéo thôi, nhưng mà góc này là cũng xịn lắm cô chú anh chị và các bạn ạ. Nhìn đại dương mênh mông và bao la luôn ha. Hôm nay được cái trời nắng đẹp quá. Ở đây là không gian rất là thoáng, nhìn không có bị âm u và cũng như là không có tối. Đó, Hùng đi khách sạn mà ngại nhất là mấy cái khách sạn mà không khí nó hơi bí bí rồi nó âm u rồi nó tối có mùi, mà khách sạn Savia thì không có các bạn cô chú anh chị ạ. Hãy đến và cảm nhận đi để hỏi xem coi là Hùng nói có sự đúng sự thật hay không. Đấy. Còn nếu mà khi mà lưu trú ở đây có sự cố gì thì các bạn cứ gọi Xuân Ly để bạn ấy tư vấn và hỗ trợ mình một cách nhiệt tình nhất có thể nhé. Nãy giờ mình đã đi xem được 4 phòng rồi. Cô chú, theo cảm nhận của cô chú anh chị và các bạn thì nãy giờ mình đi xem các phòng ở khách sạn có đúng như lời Hùng nói hay không ạ? À? Nếu mà khách sạn đúng và đẹp như hồ lời Hùng nói thì hãy để lại một bình luận bên dưới để xem mình có Hùng nói đúng hay không nhé. Nếu đúng thì mình để lại một bình luận bên dưới giúp Hùng nhé. Ok. Rồi. Tiếp tục nào, mình sẽ đi xem thêm một số phòng khác nữa nhé.